Vừa à, chồng đây. Anh xong việc chưa? Còn đúng một đơn này này. Thì giao nốt đi, em đón con rồi đi đón anh luôn. Ok vợ nhá. Anh ơi, anh có phải là shipper vừa gọi cho em đưa số điện thoại 32 không ạ? Chị là Nguyễn Hoài Thương đúng không? Vâng, em xin lỗi vì để anh chờ lâu. Em phải đi đón bé con nên về hơi muộn, anh thông cảm nhá. Không sao, chị có đơn hàng không đồng. Vâng.